Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 20 tháng 2, kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, 20 tháng 2 năm 1947, 20 tháng 2 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2024. Chuyên đề được giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Bằng những câu chuyện sinh động trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã giúp các đại biểu hiểu rõ, hiểu sâu sắc thêm tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đặc biệt là những lời dạy của Bác đối với đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên Thanh Hóa về vai trò vị trí, sức mạnh của nhân dân. Ngay trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa năm 1947, nói chuyện với các đại biểu thân sĩ trí thức phú hào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định lợi thế của Thanh Hóa so với các địa phương khác là đông dân. Đây là yếu tố quan trọng cần thiết để xây dựng thành công tỉnh kiểu mẫu. Người nói, tỉnh Thanh Hóa theo tôi muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu nhất định được. Vì người đông, đất rộng, của nhiều. Người mong muốn và đặt niềm tin vào nhân dân Thanh Hóa. Thanh Hóa sẽ cố gắng tranh cho được cái địa vị vẻ vang là tỉnh kiểu mẫu, quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu. Tôi kêu gọi đồng bào trong tỉnh, xắn tay áo làm đi, lần sau về đây tôi sẽ thấy mỗi người là một người kiểu mẫu. Người căn dặn cán bộ Thanh Hóa, phải nhớ đoàn thể làm việc cho dân, đoàn thể mạnh hay yếu là ở dân. Dân nghe theo là mình mạnh, vì vậy phải hiểu nguyện vọng của dân, sự cực khổ của dân. Hiểu tâm lý của dân, học sáng kiến của dân, phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân, từ đó ra sức làm những việc có lợi cho dân, cho nước. Tại hội nghị, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phát động phong trào thi đua năm 2024 trong toàn đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc vào năm 2025 và sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm một huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 4 huyện nông thôn mới nâng cao, 31 xã nông thôn mới, 39 xã nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiệm vụ đặt ra khá lớn, trong khi nhiều địa phương đang gặp khó ở một số tiêu chí. Do vậy, Ban chỉ đạo chương trình các cấp đang tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, các xã triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm 2024 có 4 huyện là Triệu Sơn, Quảng Xương, Thọ Xuân, Yên Định đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao. Đây là những đơn vị đầu tiên triển khai thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Do đó, các địa phương đều tập trung cao để hoàn thành các nội dung. Rút kinh nghiệm sau 3 năm triển khai bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025, Ban chỉ đạo các cấp đã sớm xây dựng kế hoạch hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa cũng thường xuyên kiểm tra thực tế để có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời, giúp các đơn vị nhanh chóng hoàn thành theo tiến độ đề ra. Đối với các huyện xây dựng nông thôn mới, hoàn thành xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn hồ sơ, hướng dẫn các tiêu chí cấp huyện và kết nối với các bộ ngành trung ương để thẩm định, đánh giá tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Đối với các xã thì chúng tôi tập trung vào những cái tiêu chí khó khăn, ví dụ như môi trường, ví dụ như an toàn vệ sinh thực phẩm, về hộ nghèo, về tiêu chí thu nhập. Thanh Hóa phấn đấu đến quý 2 năm 2024, huyện Thọ Xuân sẽ hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm tra. Các huyện Quảng Xương, Yên Định, Triệu Sơn hoàn thiện hồ sơ vào quý 3 năm 2024. Các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu sẽ hoàn thành vào quý 3 và quý 4. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, những năm gần đây, việc sử dụng các thiết bị bức xạ ngày càng tăng trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, xây dựng. Theo đó, công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng được chú trọng nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 10 đơn vị sử dụng, lưu trữ nguồn phóng xạ và trên 135 đơn vị sử dụng thiết bị bức xạ để khám chữa bệnh. Với các cơ sở lưu giữ nguồn phóng xạ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra trực tiếp đảm bảo nguồn phóng xạ không bị thất lạc, được lưu giữ, bảo quản trong điều kiện tốt, không có nguy cơ rò rỉ, thất lạc.
Chúng tôi đã triển khai được trên 80 đơn vị đối tượng khách hàng với lại 162 phòng, kiểm tra 162 phòng, kiểm định cho khoảng 92 thiết bị. Qua cái công tác làm thực hiện việc dịch vụ này, kiểm tra này, thẩm định này, cấp phép thì đa số các phòng, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của Nghị định 142. Thông qua các nhiệm vụ thế như là việc mà quan trắc, thực hiện quan trắc toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác quản lý nhà nước. Mặc dù trên địa bàn Thanh Hóa chưa xảy ra sự cố mất an toàn, an ninh bức xạ và nguồn phóng xạ, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, các ban sở ngành liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, kiểm tra, thanh tra tại các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ nhằm phát hiện các trường hợp sai phạm và có biện pháp can thiệp kịp thời. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đến các cơ sở có hoạt động bức xạ để các cơ sở hiểu và thực hiện tốt trong quá trình hoạt động. Thực hiện điều 60 của Luật Tài nguyên nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp trong phạm vi địa phương. Qua đó nhằm bảo vệ các thủy vực, đa dạng sinh học và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận về công tác quản lý, vận hành hệ thống hồ, ao, đầm không được san lấp tại thành phố Thanh Hóa. Hồ Đồng Triệc thuộc địa bàn phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước mưa của nhiều khu phố, cung cấp nước phục vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Ủy ban nhân dân phường Phú Sơn đã đưa ra nhiều giải pháp quản lý và giải quyết kịp thời những vi phạm. Thì trong cái quá trình quản lý thì không tránh khỏi những cái bất cập. Đó là cái hàng rào của Hồ Đồng Triệc, công viên Hồ Đồng Triệc ấy, nó là cái hàng rào mở. Và hiện nay một số cái hộ dân giáp danh thì thường xuyên có cái vi phạm về cái mở, tự ý mở hàng rào. Trong cái quá trình quản lý thì phường cũng đã thường xuyên xây dựng các cái phương án và thường xuyên là bố trí lực lượng để tuần tra, kiểm tra, phát hiện các cái sai phạm kịp thời. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có 17 hồ, ao không được san lấp. Các hồ, ao này có chức năng chính là điều hòa khí hậu và phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, điều hòa, tạo cảnh quan môi trường, làm hồ lắng chứa bùn sau sản xuất nước máy sinh hoạt, chống hạn. Nhìn chung, các đơn vị doanh nghiệp được thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng, kịp thời giải quyết tình trạng xả rác sinh hoạt xuống hồ, trục vớt bèo, cây dại trên mặt hồ, khơi thông dòng chảy. Qua đó đã góp phần phòng chống ngập úng, bảo vệ nguồn nước, góp phần tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo an toàn cấp nước và phân bổ nguồn nước trên địa bàn. Ngày 16 tháng 2 vừa qua, tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch, một số cơ quan báo chí đã phản ánh về tình trạng người ăn xin, ăn mày đeo bám, trèo kéo du khách tại lễ hội Phủ Na, huyện Như Thanh, làm xấu đi hình ảnh đẹp về lễ hội tâm linh truyền thống đầu xuân của địa phương. Ngay khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban quản lý và ban tổ chức lễ hội Phủ Na xử lý tình trạng này. Lối dẫn vào Na Sơn Động Phủ, nơi báo chí từng ghi nhận tình trạng người ăn mày ăn xin, không còn tình trạng du khách thập phương đến vãn cảnh hành lễ bị làm phiền trèo kéo. Chính quyền địa phương cho biết, ngay trong ngày 7, lực lượng công an xã Xuân Du, huyện Như Thanh đã xác minh được tất cả 8 người có hành vi xin tiền du khách. Đây là đối tượng yếu thế, không phải người địa phương. Xác định là cái lực lượng này là cái lực lượng yếu thế, thì ban quản lý lễ hội cũng đã mời về tại Ủy ban Nhân dân và bố trí là cho các cái trường hợp này là ăn cơm và thông tin cho gia đình đến đón. Và trong cái đó thì địa phương cũng đã hỗ trợ cho mỗi một đối tượng là 15 kg gạo và 100.000 đồng để lấy cái tiền hỗ trợ trong cái quá trình thực hiện. Nên là đến nay là xác định là cái tình trạng này sẽ không tiếp diễn xảy ra. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ số lượng người yếu thế, người khuyết tật, tâm thần lang thang, làm tốt công tác an sinh, phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, tập trung số đối tượng này vào các cơ sở bảo trợ xã hội. Với những giải pháp đồng bộ từ nhiều phía, hy vọng sẽ chấm dứt triệt để tình trạng ăn mày, ăn xin và các hành vi làm xấu đi hình ảnh của du lịch Thanh Hóa. Bản tin thời sự 16 giờ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.